Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Dũng Cá. Thì hôm nay Dũng Cá sẽ chia sẻ với các bạn về cái mô hình là ươm cá tra trồng ao đất và mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Thì hiện nay thì cái giá thành để thực hiện cái mô hình này là nó dao động từ khoảng từ 18 cho đến 20 ngàn đồng một ký. Tuy nhiên thì giá bán hiện nay ở thời điểm này cũng rất là thấp, là nó cũng dao động từ 18 đến 20. Thì do đó là bà con nắm chắc là ở cửa quầy vốn cho tới lỗ thôi. Tuy nhiên thì có những cái thời điểm là giá cá nó tăng đột biến, là nó có thể 30, 40, 50 và lên tới đôi khi là 60 ngàn đồng một ký. Thì đây là một cái mô hình là hứa hẹn mang lại cái hiệu quả kinh tế khá là cao khi mà nông dân được cái giá. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì mô hình này cũng còn những cái điểm mà gây bất lợi, ví dụ như là cái giá cả thị trường, cái thứ hai là cái dịch bệnh. Do đó thì hôm nay thì Dũng sẽ giới thiệu cho các bạn là một cái kết quả của một cái mô hình đã thực hiện rồi và một cái cuộc đi tham quan một cái mô hình đang thực hiện. Thì mời các bạn cùng theo dõi. Thì đây là cái mô hình đã thực hiện ở hộ của anh Hy, thì ở cái địa chỉ là Cờ Đỏ của thành phố Cần Thơ. Thì mô hình này là nuôi cá tra giống trong ao đất và ngày thả là ngày 18 tháng 3 năm 2017 và ngày thu hoạch đó là ngày 18 tháng 5 năm 2017 luôn. Thì cái quy mô thì cái quy mô của hộ này là 3.000 mét vuông và kích cỡ thả đó là cá bột và mật độ thả là 1.000 con một mét vuông. Và khi đó là tổng lượng mà cá giống thả đó là 3 triệu. Tại vì 1.000 con thì 3.000 mét vuông là 3 triệu bột. Và cái thời gian ương của cái hộ này cũng khá là nhanh các bạn, là chỉ có 61 ngày thôi, thời gian ngắn do cá nó lớn nhanh. Và kích cỡ khi thu hoạch đó là 41 gram một con, thì chắc cũng dao động khoảng từ khoảng 25 con ký đó. Và tổng trọng lượng cá khi thu hoạch đó là 12,7 tấn. Và tổng số lượng cá thu hoạch là 309.756 con. Và năng suất đó là 4,2 kg một mét khối, tức là tương đương, tức là 42 tấn một hecta. Thì đây là cái năng suất khá cao các bạn ơi. Về cái tỷ lệ sống thì nó 10%. Và tổng lượng thức ăn sử dụng đó là 10 tấn 300 kg đó. Và như vậy thì cái hệ số chuyển đổi thức ăn đó là 0,81, thì đây là cái hệ số cũng rất là thấp và thấp hơn so với mặt bằng chung. Và tốc độ tăng trưởng của cá là 0,67 gram trên một ngày, nên là tốc độ tăng trưởng cũng khá là nhanh đó. Thì bây giờ mời các bạn là theo dõi cái mô hình thực tế mình đã đi tham quan. Đang dữ dằn lắm. Đi giờ là đi thẳng luôn, thẳng đường, tiến thẳng tiến. Cao bên kia mới về. Thẳng tiến. Đi cá. Ờ. Cá dài. Trước khi kéo lưới á, tức là tập thể thao mà. Còn mình á là mình chơi đi sát chế ra cái máy. Máy này chạy bằng cái máy này. Mới làm cầu hả anh vợ? Qua đây. Bữa em vô chứ làm cầu hả? Điện cá bằng phương pháp hiện đại. Đấy. Vô tay vượt. Đẹp vô trời. Đúng rồi. Thôi đẹp mà ai. Để ai biết chụp hình. Mà đúng rồi. Anh Dượng kéo đúng, còn Phượng vô kéo bà nó nhỏ đâu có cái làm cá đâu kéo. Hôm nay mày về biệt thự anh nhậu vui ngày tại biệt thự anh không? Kéo tôi không có nó. Không. Ăn cơm nhẹ thôi. Quay cái gì? Biệt thự quá đẹp rồi. Nhậu tại biệt thự ra. Chưa làm lo nhậu không động. Sao anh Vịnh vậy, có hồ Vịnh vậy chứ không? Dạ. Em với anh Trân, anh sang cái bên Trân. Anh máy mà chơi với Trân là kỹ thuật trưởng Lê Hoàng Bảo Sơn. Rớt, rớt. Đó là Lê Hoàng Sơn. Ra, 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 ra. Không sao, không sao, không sao. Hết rồi, cá này cá nhứ vô mà. Nhứ, cắm dèo vô mà, nhử vô. Nhử vô mà. Không có nhìn nhỏ vậy. Thì ông dục nó ra nó vô nhiêu nữa. Ờ, quay rồi. Rồi. Cá đều á. Bây giờ báo với Hùng là 108 con một ký, 108 anh Hùng lương sức bạc. Mấy nông dân là ông ghét nhất là cái quay này nè.
Để coi nhớ hồi đó đi đi Vũng Tàu mà hai người là dự đoán là không biết bơi á. Hai. Thằng Định với anh Hùng. À. Rồi hai người dự đoán là không biết bơi á. Không biết bơi chắc. Cái quạt này với cái ống nước mà nó thật đoạn nó nhỏ nhỏ nó phun lên thay cái lắm cái này tốt hơn. Thế anh là cái quạt nó chỉ gom nếu mà đủ chất đó mà nó gom cái chất dơ thôi. Đẩy mạnh lên đội viên đó. Điều chứ giải tập trung cổng nó cá không đều nó thì phát hình như là nó về đây nhiều chỗ nào cũng gì nó đều nó chung cá tập cá dạ. Nồi chéo bị dướng.